Ngày 7 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, qua kiểm sát đột xuất, phát hiện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới vi phạm nghiêm trọng trong thừa hành công việc. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình, thực hiện yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm sát đột xuất việc thi hành án dân sự đối với vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới ban hành quyết định đình chỉ thi hành án. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình, bà Phạm Thị Ngọc Tú, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân thương mại du lịch Green Star, gọi tắt công ty Green Star, phải trả khoản vay cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội số tiền hơn 53 tỷ đồng, tài sản thế chấp là khách sạn Green Star. Theo văn bản số 2140/QĐ-VKS-B8 do ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình ký ngày 19 tháng 7 năm 2023 nêu, trong thời hạn thi hành án, đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã nhiều lần gửi đơn xác nhận đã thu nợ số tiền hơn 44 tỷ đồng, số tiền phải thi hành án còn lại đã được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chấp thuận miễn giảm toàn bộ và đề nghị đình chỉ thi hành án số dư nợ còn lại, thực hiện các thủ tục để bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Ngọc Tú. Tuy nhiên, sau khi nhận đơn yêu cầu đình chỉ việc thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới không ra quyết định đình chỉ. Từ đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình kháng nghị vi phạm về việc không ra quyết định đình chỉ thi hành án, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới chấm dứt vi phạm nghiêm trọng và trả lời cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.